Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ hai, 28 tháng 12, 2020. Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin được dành riêng cho phần 10 phỏng vấn cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã do ông Phan Lê Dũng thực hiện với đề tài Ước mơ và thực tế qua mắt một chính khách trẻ năm 1960 đến năm 1970. Xin mời quý vị theo dõi. Xin chào ông Hoàng Đức Nhã. Chào Dũng. Vâng, mình trở lại với cuộc phỏng vấn lần này thì xin được trở lại với thời điểm 1965. Thì thời điểm đó là lính Mỹ mới đổ bộ Việt Nam mà ông mới du học về nước. Thì cái nhìn của ông lúc đó là đối với một sinh viên du học về nước mà có thể tham chính thì là nếu mà có người ta hỏi đặt cái câu hỏi là cái gì là điều ắt có để cho Việt Nam mình có thể đứng vững, thì câu trả lời của ông sẽ ra sao nếu mà nhìn qua quan niệm của ba người? Thứ nhất mình có thể nói là sinh viên, thứ hai là một ký giả, và thứ ba nữa là một chính khách. Thì xin ông. Câu hỏi của Dũng đặt ra rất là quan trọng, là để nói lên cái hoài bão của những người mà được cái có thể nói là cái hên có cái dịp đi du học, học hỏi những cái gì các quốc gia thân tiến, không những về kỹ thuật mà về cách quản trị và cách lo cho dân. Thành ra tôi là một trong những người được cái may mắn đó, đi học ở bên Mỹ, mặc dù tôi học về ngành hoàn toàn là chuyên môn tôi về nước với cái bằng kỹ sư điện. Tuy nhiên trong lúc tôi ở bên Mỹ đó thì theo dõi cái tình hình chính trị, sự sụp đổ của đệ nhất Cộng hòa, rồi cái thời gian chuyển tiếp mấy ông tướng lãnh đảo tránh nhau, rồi mình lúc đó mặc dù mình không có ý thức về chính trị nhiều, nhưng mà với cái hoài bão của một người là sinh viên được cơ hội đi du học rồi trở về nước, trong lúc đó có rất nhiều người bạn của tôi trốn ở lại hay là đi qua xứ khác tại sợ về, nghe nói là bị đi quân dịch rồi, để tôi nói không, mình có được cái cơ hội để về để giúp đất nước như thế nào. Thành thử ra câu hỏi của Dũng đó thì nó như thế này: nếu mà tôi nói với một anh sinh viên ở Đại học Sài Gòn, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Anh Chánh hay gì đó, thì cũng như tôi sẽ nói với một người ký giả, thì mà tôi nói với một người gọi là chánh giới thì khác. Nhưng mà đối với người sinh viên thì tôi sẽ nói như mấy anh cái đây mấy năm, mấy anh sống ở trong xứ, mấy anh thấy nhìn cái gọi là cái quan điểm của mấy anh, với là anh nhìn cái vấn đề đất nước theo cái lăng kính của anh chính xác hơn tôi. Ở bên đó lúc đó là đâu có internet, đâu có Facebook, đâu có biết cái gì đâu, lâu lâu đọc một cái bài báo của tờ Time Newsweek là mấy rồi, mà tôi ở cái trường đại học tôi đâu có tiền đâu mua cái tờ New York Times mà đặt chẳng hạn. Thành thử ra những cái gì mình nhìn ra đó nó chỉ một cái khía cạnh rất là eo hẹp. Thành thử ra cái khía cạnh eo hẹp của tôi đó nó cũng ảnh hưởng đến cách tôi nghĩ mình đóng góp với đất nước như thế nào. Thứ nhất, đem cái vấn đề mình học chuyên môn, đây là kỹ sư điện nè, đất nước mình chưa có một cái ngành nghĩa là kỹ nghệ, thay vì cái đi bỏ tiền gọi là tiền ngoại tệ của chính phủ đi ra mua radio rồi TV rồi mấy thứ, tại sao mình không có một cái gọi là kỹ nghệ trong xứ, bắt đầu bằng ráp đi, mua những cái bộ phận về ráp đó để từ từ biến đổi thành thứ ra. Đó là một cái hoài bão của tôi đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là làm trong gù mé chính phủ, mặc dù lúc đó lương của chính phủ đó thì dĩ nhiên có ngạch trặc. Tôi nhớ 1965 lương tôi có 6.300 đồng thôi, nghĩa là so với mấy người khác đi về làm cho hãng Mỹ hay là hãng tư nhân. Nhưng mà cái đó cũng không phải vì vậy mà tôi không có nuôi cái hoài bão mà tiếp tục làm ở chính phủ. Mình nói bây giờ mình có được cái cơ hội làm cho chính phủ này, bây giờ làm sao mình đưa những cái ý kiến của mình. Nhưng mà vẫn nhớ rằng mình là người Việt Nam, mình biết cái tôn tư, cái trật tự, không phải ra về ta đây là bên Mỹ về này là mấy ông không hiểu gì hết. Không, cái đó là cái gọi là cái đó cũng một phần là cái gia đình, cái giá trị của con người, để mình làm thế nào mình trình bày ý kiến của mình ha, để cho người ta thấy cái này có lý đó. Thành ra đối với anh sinh viên đó, tôi nói đó, theo tôi mấy anh học
dĩ nhiên là ở trong đại học của mình cũng rất là giỏi, giáo sư từ ở bên Pháp về, từ bên Mỹ về, chứ không phải là giáo sư Nga Sô hay là Mạc Tư Khoa hay là Bắc Kinh về cái này. Mình là hồi đó phải công nhận mấy giáo sư bên Pháp về nè, bên Anh về nè, bên Gia Na Đại về và bên Mỹ về. Thành thứ ra cái hệ thống giáo dục của mình như ở cấp đại học rất là tốt. Đó. Thành thứ ra tôi nói là bây giờ tôi chỉ mong, đối với sinh viên tôi chỉ mong làm sao có cơ hội, và có cái cơ hội đó làm cho thiệt giỏi để có ảnh hưởng trong cái ngành của tôi là ngành chuyên môn ha. Mà cái lúc đó hoài bão của tôi ngoài cái chuyện mà giúp sinh viên ở Phú Thọ hiểu thêm về cái tân tiến của ngành điện ở bên Mỹ, và đồng thời đưa ra những cái dự án gọi là như tôi nói đó, làm kỹ nghệ làm radio, hồi đó là mình mua không đâu có bao giờ có gì đó là cái. Còn riêng đối với cái ông mà chính sách đó, tên là chính sách ra đây, tôi nghĩ là ông ở trong chính phủ, ông có quyền, ông thi hành cái này kia, thì theo tôi thấy đó, mình như là Việt Nam Cộng Hòa nên có một cái ngoài cái chuyện là phải giữ bờ cõi an ninh, rồi tạo ra cái cơ hội thuận tiện để cho như là có những cái chương trình để phát triển kinh tế để cho dân hưởng đó, thì một trong những chương trình đó là làm sao là thu thập những cái tài năng mà đi học ở bên Mỹ về, cho người ta một cái cơ hội đó. Bây giờ mấy anh vô đây làm đi, cái nghề gì đừng có làm như những cái nhà máy thép chẳng hạn, mấy cái mà chúng tôi gọi là cột bạch tượng đó. Cái xứ mình nghèo đi ra làm một cái nhà máy thép, cái đó là phi lý đó. Đi làm một cái nhà máy thôi, làm xe đạp đi, xe gắn máy đi, thực tế người dân dùng hàng ngày đó. Thành thử ra mấy tôi đề nghị với ông trong chính giới đó, sửa đổi cái chương trình, phải có một cái chương trình rõ ràng để kỳ nghệ, đừng có dựa trên cái vấn đề cứ nhập cảng ngoài, để sử dụng cái gọi là cái trí óc với lại cái học vấn của bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ở ngoài quốc về, cộng với mấy anh em chị em ở trong nước ra, họp nhau lại đưa ra cái chính sách. Khi mà có cái chính sách đó, chính phủ giờ muốn kỹ nghệ hóa ngành điện, ngành cơ khí, làm cái máy gì đó để phát điện chẳng hạn đó, hay là một cái máy nuôi tôm để cho cái chiếc thuyền ở dưới tỉnh thành. Lúc đó là tôi đã nói chuyện với chị đó, mấy cái người mà ở trong cái hội mà chúng tôi hồi đó có cái hội cựu sinh viên học Mỹ về đó, anh chủ tịch là Nguyễn Ngọc Linh, thì anh đã học bên Mỹ về, thì là chúng tôi cũng trình bày cho anh Linh, lúc đó anh cũng ở trong cũng có cái thế rồi, thì nên nói mấy em có cái ý kiến nó cũng hay. Đó là một cái cách tôi trả lời với Dũng là vậy. Vâng, bây giờ mình cái vẫn câu trả lời đó, nhưng mà mình đi qua một thời điểm khác. Năm 1973, lúc này là anh không còn là sinh viên nữa, mà thật sự anh là một người cầm trịch và đồng ý trưởng dân vận. Mỹ thì bắt đầu rút khỏi Việt Nam, thì có thể nói là bây giờ anh có trong tay thẩm quyền để mà làm những cái việc mà anh muốn làm năm 1965, thì cái nhìn của anh có gì khác không? Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là đối với hai người, hai giới, anh có thể trả lời. Đúng thế, nhưng bây giờ là tôi có quyền hơn. Vâng. Có quyền không phải là để thi hành những cái chính sách này kỹ nghệ hóa, nhưng mà ảnh hưởng ông Tổng thống hay là trình bày cho ông Thủ tướng đó, bây giờ mình phải xúc tiến cái này, phải để dành một cái số tiền để làm, chứ đừng có nói không thôi. Đó. Nhưng mà như là Dũng nói đó, từ 65 cho đến 73 đó, cái cuộc đời của tôi mà phục vụ chính phủ, ở trong chính phủ và phục vụ đất nước đó, nó thay đổi nhiều rồi. Tôi đi từ cái ngành hoàn toàn chuyên môn về kỹ sư điện, rồi hệ thống truyền thông, rồi đủ thứ đó, qua đến vấn đề chính sách. Vâng. À, mà có nhiều cái vấn đề chính sách đó, nó không có thuộc hẳn cái lĩnh vực mà kỹ nghệ, tuy nhiên nó có những cái hậu quả và hàm ý xã hội. Đó là điều mà tôi say mê nhất. Cái dùng cái chính sách này nó sẽ giúp người dân như thế nào, nó có thể cải thiện cái đời sống của người dân. Thì đó là cái câu tôi nói đó. Nếu như sinh viên đó, tôi rất vui là bây giờ ở trong cái thế, nghĩa là đưa ra cũng vẫn cái mục tiêu tối hậu là làm sao đời sống của người dân ở thành thị và nhất ở nông thôn, tại vì 80% cái nguồn tài nguyên và năng lực của mình ở nông thôn, làm sao để cho người dân nông thôn có được cái đời sống nghĩa là ấm no. Và một trong những cái vấn đề mà hoàn toàn nó không có thuộc cái hành vi kỹ thuật của tôi là cái vấn đề nghĩa là thu hẹp lại cái hố sâu giữa giàu và nghèo.
lúc đó là mình cái xã hội mình xưa đó nói một cách nôm na chủ điện và tá điện. Đó, anh thấy người tá điện là cái người mà người ta trồng trước không làm chủ được cái miếng đất, thành thử thì dĩ nhiên là thì họ có được miếng đất rồi họ làm cho cái người chủ điện, thì họ mỗi năm thì họ đóng tiền đó rồi thì họ được một cái số lợi tức là thôi. Nhưng bây giờ nếu mình cho họ cái đất đó thì họ đương nhiên là nó à tôi là chủ cái miếng đất đó, thành thử ra cái mầm mống của cái luật cải cách điện địa là từ cái sự mà suy nghĩ của đó. Tôi nói đây là một cái chính sách thì mình cần. Tôi nhớ rõ tôi nói chuyện với ông Thiệu, ông mới ngạc nhiên đó, cái anh chàng này tưởng là chỉ biết về vấn đề kỹ nghệ hóa rồi, tại tôi lúc trước tôi làm bộ kinh tế tôi cũng chưa mua về cái đó nhé. Ông mới thấy có những cái ghế như vậy lúc đó đó, thì tôi mới biến chuyển đi từ cái ngành kỹ nghệ kỹ thuật đó, qua làm bí thư là cái vấn đề chính trị rồi đó. Nhưng mà cũng vì nhờ vậy đó mới ảnh hưởng thêm nhiều, nói à kinh tế mình phải như thế này, nghĩa là cái nông mình phải như thế này đó. Đó là cái như tôi nói đó, vẫn đi theo cái mục đích tối hậu là làm chính phủ làm như thế nào để có những cái gọi là lợi ích cho dân. Thì đối với những cái chánh gọi là chánh giới, nghĩa là những cái đồng nghiệp của tôi trong chính phủ chẳng hạn, thì nó ở bây giờ mấy anh phải làm những cái gì mà nó có thực tế, mà cái quan trọng hơn nữa đừng có làm cái trong cái gọi là có thể nói là trong cái thế giới riêng của mình, trong cái tháp nhà của mình phải đi với người dân, mình phải hiểu rõ người ta cần cái gì. Đó cái vấn đề gọi là dân thân, nó gọi là nó rộng lớn hơn cái chuyện mà gọi là lấy lòng dân rồi cái đó là đồng ý, thì chính phủ là dân bầu, mình là dân chủ mà phải phục vụ dân chứ đó. Thì dĩ nhiên là trong xã hội lúc nào cũng có những cái tệ hại để mình giải quyết cái đó, nhưng mà nếu mà ví dụ như là 15% là bết rồi, mình có được 85% là mình thành công rồi. Tuy nhiên nếu mà mình làm mình nghĩ tôi đi học Mỹ thì hơi đi học bên Pháp về là tôi biết được, không nên nói như vậy, cái đó anh là chủ quan đó. Anh thấy chứ, đâu phải anh có ba cái bằng tiến sĩ mà anh biết cái thằng dân ở Cà Mau nó nghĩ cái gì, nó rất là thực tế. Cái người mà nói xin lỗi chứ, nói tôi lặp đi lặp bài câu này bao nhiêu năm tôi nói cái người mà thông minh nhất là cái người nông dân đấy. Người ta thực tế hàng ngày người ta nói làm cái này thì chỉ có cái này có cái. Chứ mình đi học về ba cái PhD về economics sao mà biết được cái người dân đó. Thì đó là cái gọi là cái đối thoại của tôi với lại cái người chánh giới đó. Cho nên dĩ nhiên là ông thủ tướng và ông tổng thống ông thấy cái anh dân vận này ông có cũng nhiều có ý kiến hay, thì lúc đó là mấy cái anh mà đồng nghiệp của tôi lạc đặt lĩnh vực như là kinh tế tài chính hay là phát triển nông thôn đó, thì lúc đó thì họ về họ theo thi hành theo cái đường lối gọi là tối hậu mà làm sao là cho người dân hưởng đó. Thế là cái gọi là cái sự mà tôi gọi là liên hệ với mấy người đồng nghiệp như thế đó. Cái bài toán nông dân của Việt Nam mình lúc đó có khác không thưa ông? Tại vì mà chẳng hạn như ở những nước như Trung Quốc thì mình thấy rõ ràng là có hai giới, là một giới là mình gọi là tá điền với lại một giới là chủ ruộng. Nhưng mà ở Việt Nam mình, ở miền Nam nhất là đồng bằng Cửu Long, thì cái vụ mà tá điền với lại nó không có nặng nề tới cái mức như vậy. Ngay cả ở miền Bắc nó cũng không có nặng nề tới cái mức mà mình coi thể là một cái, mình có thể nói là một cái vấn đề bức xúc mà mình cần phải giải quyết ngay lập tức. Thì vấn đề nông nghiệp nó không phải là vấn đề đó, hay là nó là vấn đề đó mà người ta không thấy rõ? Nó là vấn đề đó mà người ta không thấy rõ. Thì khi mà mình nghĩa là bây giờ trả lời câu của Dũng nhé. Dạ. Ở bên Tàu, ở bên Bắc Việt đưa ra quota, đây là nông dân bữa nay phải sản xuất 500 tấn, tại sao không 1000 tấn? Thấy chưa, đưa 500 tấn thì thằng dân nhiều khi nó làm rồi nó khai tầm bậy, nó khai gian. Rồi bây giờ làm cách nào để cho nó đi từ 500 tấn lên 1000 tấn? Thì phải cho nó cái mà gọi là cái gì nó thấy lợi, cái incentive. Không? Thì cái lợi nó là tôi làm cái này tôi có được đường tiền có lợi tức tốt nè. Giá tôi bán ở thị trường, chính phủ cho bán thị trường nè. Tôi có nhiều tiền nè. Con cái tôi có dịp đi học nè. Con tôi không có ở đợ nữa nè. Hồi đó cái vấn đề chủ điện tá điện của mình đó, nó cái gọi là nặng nề, vẫn nặng nề lắm. Đúng. Mình không có nói ra, không đến lời nói xin lỗi chứ, cái vì cái truyền thống ông bà của mình nghe Khổng Tử rồi Phật giáo rồi Thiên Chúa giáo, mình không có cái gọi là cực đoan mà lên rồi đấu tố rồi giết người ta, cái xã hội miền Nam mình không có vậy. Vâng. Đó, nhưng mà cái gọi là cái rạn nứt nó vẫn có giữa người giàu, thì vì vậy hồi nãy tôi nói cái hố sâu là vậy đó.
tại sao là cái người mà nghĩa là bất cứ làm cái gì mà gọi là để bây giờ tiếng Anh người ta gọi bên Mỹ nó gọi là social equity, thì hồi đó là mình chỉ nói làm sao giúp cho người ta được làm chủ. Lúc đó mình chưa có cái khái niệm là gọi là sáng bằng cái sự bất công xã hội. Ồ, cái danh từ đó quá cao. Bây giờ thì phải rất là tốt, nhưng mà lúc đó mình có cái ý nghĩa là nói làm sao cho người tá điền có đủ cái gọi là cái sự khuyến khích để tăng gia sản xuất, để mà có nhiều người làm thì dĩ nhiên là cái xứ nó mạnh. Đó là cái khác biệt giữa mình với lại ở mấy cái chế độ cộng sản mà nhà nước nói mày phải làm như thế này, không làm đó là bị truy tố đó. Mình không bao giờ nói à đây này nông dân, giờ tôi gọi chương trình, tôi biết mấy ông làm từ đời này qua đời kia mà không có làm chủ, bây giờ đây này, tôi mua đất cho mỗi người 2 mẫu bao nhiêu đó ha, làm đi, tôi giúp cho chương trình khuyến nông của tôi đưa chuyên viên học mấy xứ khác về đào là cái trồng rau gì lợi tức nhanh, có lợi tức được nè, nghĩa là trồng nuôi cá gì hay là nuôi súc vật gì rồi đây để thức ăn súc vật. Đó là mình tất cả những cái chương trình mình tôi gọi là khuyến nông giúp cho người ta. Cái đó là cái nhờ cái đó mà cái kinh tế miền Nam mình nó mạnh mà theo tôi đó, đó là một cái điều mà phía cộng sản Bắc Việt nó sợ lắm. Nó nói ngày nào mà mình có thời giờ nhiều tới ngày đó, nó xin lỗi cho nó khó đánh mình, tại vì dân nó thấy lợi tức rõ, nó đâu có nghe tuyên truyền của phía cộng sản đó, chính quyền cường hào ác bá bên kia nó cường hào gì đó, họ cho tôi đất tôi làm ra tôi bán được ở thị trường, đâu có bắt ai bắt tôi bán theo cái giá nghĩa là trên trời dưới đất đó, tôi bán cái giá thị trường. Cái ông chính phủ ông vô ông mua lúa của tôi ở bên kia, tôi bán cho người thương gia 100 đồng, thì ông chính phủ nói tôi cũng mua 100 đồng vậy, thì tôi bán cho chính phủ cho đời đây, tôi còn lấy lòng được ông chính phủ. Vâng. Tức là mình cũng làm cái chính sách đó nhưng mà khác với lại Bắc Việt, có thể nói là khác hẳn. Đó là cái khía cạnh xã hội, đây là mình nghĩ đến cái lợi ích cho người dân. Nó thành thử ra mà khi mà Dũng đặt câu hỏi đó rất đúng, là cái hoài bão của không những người cá nhân tôi, có nhiều anh em chúng tôi cũng vậy ha. Làm đó như tôi nói đó, tôi được cái bây giờ từ 65 mà lương có nhiêu đó, nhưng mà mình rất là thông thích à, bây giờ mình ở trong cái bộ này mình có quyền mình nói này, không ai nghe là nói ồ mày con nít chưa có thăm chuồng mũi chưa sạch thì bày đặt nữa nó bây giờ lúc đó nói xin lỗi cái mà cái cởi mở của cái trong cái đại diện cộng hòa nó nói là như vậy. Ồ mấy anh tổng trưởng mà đàn anh của chúng tôi bên Pháp bên Mỹ về đó rất là hay đó. Ồ theo mấy anh em đó là nghĩ sao, rất tốt chứ không phải là ngồi đó đây nên là khi nào có tuổi tí rồi lúc đó bắt đầu chơi kiến. No, mình không có cái đó. Cái đó là cái rất là cởi mở để cởi mở, cái đó thật sự là từ cái gọi là cái thái độ của mình, không có cho mình là gọi là cao hơn ai hay là mình độc đảng. Mình ở trong chính phủ tao biểu mày làm cái gì mày phải làm cái đó, mình không có cái đó. Đó là một cái yếu tố là mình thành công. Có một cái khác nữa nó nổi bật hơn nữa là cái sự liên hệ giữa mình có thể nói là người dân và người lính. Có thể nó còn rõ ràng hơn, nó còn không phải là rõ ràng hơn mà nó dễ đập vào mắt người ta hơn là chuyện mà anh vừa mới nói, tức là chuyện chủ nông với lại tá điền. Chuyện dân với lại người lính. Việt Nam mình không biết, hồi trước anh có nghe rồi người ta nói rớt tú tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con, bao giờ yên chuyện nước non, anh về anh có Mỹ con anh bồng. Cái đó mình nghe thì mình thấy nó mới nghe thì mình thấy nó, nhưng mà thật sự trong cái chướng nó như anh biết nó có tiềm ẩn nhiều cái mà mình phải làm cho người ta nghĩ lại. Bởi vì cái thân phận của người dân, người ta quả thật người ta nhìn như vậy, người ta nhìn ngô nghê như vậy, nhưng mà đó là cái nhìn của người ta. Chồng thì phải đi ở xa, vợ thì ở đây. Mà nhất là thí dụ như trong hoàn cảnh của Việt Nam mình, như là hoàn cảnh của anh Phan Trần Nam chẳng hạn, anh viết trong Dấu Binh Lửa. Anh là một người lính, anh viết về lính thì chắc là ai cũng biết là anh Phan Trần Nam là không được, mình còn không thắc mắc gì là anh là người Thói Lửa. Mà anh viết về những cái vùng anh hành quân anh qua thì có người đàn bà ấy là tự động cởi áo để mà hiến cho anh tha hồ muốn làm gì làm. Đó là trong một cá nhân của anh, những điều anh nhìn thấy. Một lần khác nữa thì khi mà anh được điều về Sài Gòn, khi mà anh vừa mới đi trận địa mọi thứ, nó điều về Sài Gòn để mà chặn những người chống đối, thì có một người thanh niên nói xin lỗi anh, đéo mẹ mày ăn của Mỹ bao nhiêu tiền. Thì mình thấy rõ ràng là cái người dân người ta nhìn cái người lính, và cái người lính người ta nhìn cái người dân, ít nhất là qua cái Dấu Binh Lửa của anh Phan Việt Nam,
là một cái mối xung khắc mạnh như vậy. Việt Nam mình vẫn nói là người ngoại quốc, họ viết về Việt Nam, họ phóng đại về cái đó, nhưng mà thật sự chỉ riêng cái quyển của cái chuyện của anh Phan Nhật Nam viết gần chỉ chưa có ghi giản mà viết tới mức như vậy. Người Việt Nam mình họ có khuynh hướng là họ nghĩ là người phóng viên làm cái này làm cái kia, nhưng mà ký giả Mỹ chưa có người nào viết về những cái chuyện mà lính Việt Nam mình ăn trộm hoặc là hãm hiếp hoặc là người Việt Nam mình chửi lính như vậy. Thì ở trong cái cương vị của anh là tổng ủy trưởng, những cái vấn đề như vậy lúc đó anh có biết không, mà anh giải quyết như thế nào? Cái câu mà Dũng đặt ra đó, đó là một cái gọi là cái thảm hại của chiến tranh đó. Mình không nói gì, mình không cần nói gì, những cái gì Mỹ nó biết, nhiều khi nó nhìn qua cái lăng kính của nó là một cái chuyện là làm như là một cái chuyện nhỏ, nhưng mà nó làm ra cái chuyện lớn. Tuy nhiên những cái chuyện mà như là Dũng kể đó, nó xảy ra nhiều lắm. Thì khi mà trong cái cuộc gọi là hành quân, người có quyền mang cái quân phục rồi cầm cái súng đó, làm cái người dân đó cũng ấy, có thể là họ có thể bị ám ảnh rồi tụ về cổng nó vô. Ban ngày đó là mình định mang đêm nó vô, nó hâm nó giết chết người, nó dùng cái gọi là cái khủng bố để nó bắt người dân phải đóng thuế cho nó, hay là phải chia sẻ những cái gì đó. Cái đó là cái chuyện chúng tôi được biết. Nhưng mà cái vấn đề đó, những cái hành động của người lính như là anh Nam anh kể trong đó đó, thì nghe là khi mà xảy ra như vậy đó, thì dĩ nhiên mấy cái gọi là cái thời nữa là cấp anh tiểu đoàn trưởng hay là cái anh đại đội trưởng gì mà trong cái đơn vị của anh Nam đó, thì họ công việc của họ là phải họ báo cáo lên. Thì lúc đó cái cơ quan trong quân đội mà phải lo cái chuyện đó trước ấy, ngoài ông tướng là trên này danh trị nó à, mình làm sao mà để tránh cái chuyện đó trong tương lai. À, nếu nó đã xảy ra rồi rất là từ đó, thì có thể có rất nhiều lý do. Cái người dân đó là họ trong đầu óc họ nói là lính Việt Nam với lính Việt Cộng nó cũng giống nhau, rồi vô là nó đòi hãm hiếp tôi, rồi nó đòi hành hung tôi. Thôi, tôi không muốn nó giết con tôi, rồi tôi là làm như thế này. Cái đó là rất có thể, mình không biết cái lý do đó. Còn cái chuyện mà cái người sinh viên mà ở đô thành mà chống thì có thể là một cái thành phần nghĩa là phá rối, hay là một cái thành phần chống chính phủ, mình cũng không biết được. Thế giờ tuy nhiên mà làm như thế nào đừng cứ để cái chuyện đó nó lan rộng ra. Thì lúc đó trong cái cương vị mà tổng ủy trưởng lúc đó là 1973, rồi sau này là tổng trưởng đó, chúng tôi có một cái ủy ban phối hợp với bên phía quân đội với chiến tranh chính trị,